Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha anh em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi một cao thủ Đường Môn. Vừa rồi có nằm trên top Tống Kim Đường Môn 21 ngày hôm nay. Đánh 84 mạng và 31k điểm đang top 5. Và đã sở hữu cho mình một phi phong kỹ năng World Cup từ cái hạng 5. Đó, Khải thì được top 7 nha nè. Rồi, anh em cùng xem nhẹ set đồ của cao thủ Chi Chi này thử ra sao nha. Đầu tiên thì nhìn vào chắc là thấy gia truyền ăn ban. Một gia truyền ăn ban kháng tất cả 19 nha mọi người. Một gia truyền ăn ban kháng tất cả 19. Rồi. Một bao tay làm chậm 40. Một ngọc bội Newton này 21 phòng thủ. Một cái nón phòng thủ 20 làm chậm 20. Một cái áo phục hồi 40 và kháng băng 19 sinh lực 86. Một đai lưng làm chậm 40. Tính ra set đồ này thì chuẩn cho mình cái móc 80 làm chậm rồi. Một cái nhận kháng băng 24 và kháng độc thời gian độc 20, sinh lực 5x 7x. Nhận này thì mang vào bù thêm lượng kháng băng cũng khá là ok. Một cái nhận kháng họ 23 dòng 1 rất chuẩn cho Đường Môn luôn. Sinh lực lực và một đôi giày wow, đôi giày khóa chắc luôn. Tóc 36 quá đẹp và kháng họ 24. Và đi chắc chắn là một cái vũ khí tóc và sát thương rồi, hoặc là một cây kim sát thương cao và phần trăm cao rồi đánh Tống Kim. Ở trong trận đấu này thì anh ta sở hữu với mình một cái nỏ gọi là bơ ca ngồi. Cái này tóc 30 sát thương 25 là bơ ca ngồi rồi, tiện bơ ca bên trong Tống Kim luôn nha anh em. Cho nếu thực tình mà đã đánh Tống Kim thì tìm một ca sát thương thật là cao, ít nhất phải 35, 45 mà gì đó kèm theo phần trăm nữa thì Khải nghĩ đánh Tống Kim nó sẽ ok hơn. Tại vì ở bên ngoài cũng như ở bên ngoài thì mới cần tóc thôi. Còn vào Tống Kim thì cánh phi tóc như lệnh bài thì đều đạt móc 201 nên là nên ưu tiên cái sát thương cao đỡ có thể bơ ca Tống Kim tốt hơn nha anh em. Đó, còn cái này thì bơ ca ngồi và vác vào bơ ca bên trong Tống Kim luôn thì cũng hợp lý thôi, nhưng mà cái lượng sát thương 25 nó rất là thấp nè, nó không được chuẩn cho lắm. Còn nếu mà thiệt tình thì anh em có xem trên kênh Khải cũng biết rồi, đánh Đường Môn đã Tống Kim thì cứ tìm một cây sát thương cực kỳ cao và kèm theo phần trăm thì bảo đảm anh em cánh lắc đánh Tống Kim thì quá chắc luôn, lượng đam nó sẽ rất là to. Tính sơ qua thì set đồ này build cũng khá là chuẩn đó nè. Lượng phòng thủ thì được 2 món, được từ nón này, ngọc bội, gia truyền. Tính ra tầm này thì âm 19 kháng tất cả của thuộc tính mọc đi thì anh này còn dương khoảng tầm 4x nữa nè, 4x phòng thủ lý. Đó là dương cái nón với dương cái ngọc bội thôi. Còn gia truyền này coi như là trừ cái lượng âm của cái hợp mọc đây. Rồi bao tay thì làm chậm không nói rồi, đai lưng làm chậm thì 80 chậm. Và hai món kháng họ dòng 1 chuẩn với Đường Môn 5 hành rồi. Cái này là chuẩn với Đường Môn 5 hành nha anh em. Đó, không cần chón luôn. Tầm này thì mỗi trận Tống Kim thì khoảng tầm 4-50 ạc thôi, nên là võ đang mà gặp Đường Môn thì chỉ cứ sách dép bỏ chạy thôi nè, chứ không thể nào đứng dám giao tranh cũng như là tăng với Đường Môn được. Nên là Đường Môn này không cần ăn chón là một cái chuẩn nha nè. Rồi, nỏ này thì tính ra set đồ này cũng khá là ok đấy, tính ra cho anh em nhẹ nhẹ nha. Cái nỏ này bèo bèo phải 2 triệu. Đó, nỏ này bờ càng ngồi quá chắc nha anh em, 2 triệu cái nỏ này đấy. Giá chiên này thì cũng tầm theo Khải nghĩ giá chiên này cũng tầm từ 3 đến 4 triệu anh em. Tầm này giá chiên này cũng tầm 3 đến 4 triệu á. Đó, nón này thì cũng vài trăm k, ngọc bội này cũng vài trăm k, bao tay này thì khoảng 50k đến 100k thôi, khá là rẻ. Đai lưng cũng vậy, nhẫn thì khá là đắt này, nhẫn này cũng chắc cũng tầm 150k, 2 kim đến 3 kim. 3 kim thì khoảng Khải nghĩ cái nhẫn này chắc 2 kim là khoảng 150k. Còn nhẫn này khá là chóc này, nhẫn này chắc cũng tầm 5 kim đó. Khải nghĩ nhẫn này 5 kim ấy, 5 kim thì nó khoảng tầm 300k. Dây này thì khoảng tầm 3 kim hoặc 200.000. Chung thì tổng set đồ này kèm thì con ngựa này nha. Con ngựa này bèo bèo 1 triệu nha mọi người. Vừa rồi thì Khải có bán một con ngựa cầm 2 á, thì cũng nó cũng tương đương với ngựa cầm 1 này. Thì ép cái kháng tất cả con ngựa nó xịt rất là khó lên nè. Từ 1 lên 2 lên 3 lên 4 thì cứ một lần ép là 100k đó, không biết đâu. Tính nhẹ nhẹ thôi, con ngựa này 1 triệu nè, vũ khí này 2 triệu nè, cho chuyện này 3 triệu. Và tổng lại những các món này nữa thì set Đường Môn này cũng trên dưới 7 triệu anh em. Cái set đồ thôi nha, Khải chỉ mới tính nhẹ set đồ là trên dưới 7 triệu thôi nha anh em. Còn lại cái ạc này mà nếu mà ạc VIP nữa thì khá là ok đấy. Ạc mà Võ Lâm mật tịch tay kinh là full này nọ nữa thì sách vở ok thì giá nó sẽ cao hơn nữa. Còn đây chỉ đồ thì Khải nghĩ là ạc này chịu chơi đó anh em. Ạc này với set đồ đã 7 triệu rồi thì ạc này chắc chắn là ạc này chịu chơi đấy. Đúng rồi, chắc chắn là ạc này chịu chơi đó anh em, không phải đơn giản đâu anh em. Rồi, ok anh em xem video cao thủ Chi Chi này thì đừng quên để lại cho Chi Chi cũng như video Tống Kim sau đồ cao thủ này một like, một chia sẻ nha mọi người. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông đỡ theo dõi những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải, cũng như là xem những video sâu đồ, cũng như là những cái video Tống Kim và những video hoạt động ba, cũng như là những video săn lệnh bài boss từ kênh của Khải nha mọi người. Rồi, ok, cảm ơn em rất là nhiều. Quá đẹp.